lớp 7 năm nay mình ăn cơm ăn cam tròn nhé bạn. Đó mà mình ăn đang cơm tròn. Nó lột vỏ ra nè bạn. Vỏ ngon lắm trời ơi. Này mình lột vỏ được. Phải được dỗ chứ các bạn. Ngót rồi này. Ăn trái đâu mà ăn cái vỏ. Nó ngạt của bạn. Các bạn nhớ bấm like và share nhắn mình một tí nha bạn. Đây là cái vỏ của nó ở bên ngoài nha bạn. Mình ngắn canh nữa bạn. Bạn ơi, mình ăn con gì? Nước kìa. Nước nó ngon gì đâu quá bạn. Đây là cá bự nhất nha bạn. Đây là mẹ trẻ cho mình nha bạn. Ngon vậy đó. Mà mình cũng quay tô mạng nha bạn. Các bạn nhớ bấm like và share nhắn mình ký nha bạn. Mẹ ăn nhìn nặng cam nha bạn. Dính ăn rồi bà. Mà ăn một cái nữa là mình no rồi đó bạn. Ngu lắm bạn ơi. Bây giờ mình có 5 cái à. Nếm. Ủa mẹ cái này cạp còn một. Còn 4 cái nữa. Ơi, nó đắng quá.
Các bạn nhìn thấy cái chua không bạn? Ba tiền. Còn 3 cái nữa mình mới xong nha bạn. 2 cái nữa. Các bạn thấy mình ăn heo ăn như nhau không? Vô cái mỏ mình cho cô chết rồi, chết đi nha bạn. Già đau mỏng quá. Mấy bạn ăn nha. Đã còn một quả nữa các bạn, mình sẽ gỡ cái chốt này ra. Đây cái này là cái vỏ cam nha bạn. Rồi. Mới ăn của bạn, lần này bạn nha.